Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ngày làm việc thứ hai, hội nghị lần thứ 30 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16. Triển khai công tác dân vận năm 2020. Khơi thông điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, hành động hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục nội dung chương trình hội nghị lần thứ 30 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất nhận định năm 2019 với sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của tỉnh ủy, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được tăng cường, chất lượng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được nâng lên. Nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng được tháo gỡ. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, những vấn đề bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời. Về nhiệm vụ năm 2020, một số đại biểu đề nghị cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo duy trì chất lượng ở tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Là nhìn nhận vào tình hình thực tại xã hội là những bức xúc xã hội được giải quyết, cái đồng thuận của người dân tăng lên. Đấy. Và vừa rồi thì tỉnh ủy cũng chỉ đạo lực lượng công an rồi các đồng chí cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ là chúng ta đã giả soát và trước khi bước vào đại hội, trong trước thềm đại hội chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề, và đến nay cái tình hình về chính trị nội bộ, đoàn kết nội bộ rồi vấn đề chính trị tư tưởng của cái cấp cơ sở là ổn định dần và có chiều hướng tốt lên, và cố gắng chúng ta tập trung giải quyết từ khi bước vào đại hội thì nó ổn định thì tổ chức đại hội mới thành công được. Năm 2020 là tập trung vào tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Thì để giúp cho các huyện mà triển khai tốt và thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, ngoài cái việc chỉ đạo quyết liệt thì cũng rất mong các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở ngành cũng giải quyết giúp cho Phúc Yên và cũng như là các huyện là một số cái vấn đề vướng mà phải có cơ chế của tỉnh mới có thể làm được. Đánh giá cao các ý kiến tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã dành thời gian tập trung thảo luận về dự thảo nghị quyết của tỉnh ủy về nâng cao thu nhập và phúc lợi cho nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025. Định hướng đến năm 2030 đã thể hiện quan điểm vì con người và quyết tâm cao nhất của tỉnh ủy trong việc nâng cao đời sống cho nhân dân Vĩnh Phúc. Quan điểm thứ nhất ở đây là đặt con người, đặc biệt là người dân Vĩnh Phúc vào vị trí trung tâm trong quá trình phát triển. Con người vừa là nguồn lực, vừa là động lực của sự phát triển. Tức là bản thân mỗi người cũng phải nỗ lực cố gắng để lao động sản xuất, cống hiến và học tập. Và bản thân con người đó cũng được thụ hưởng tất cả những cái thành quả mà mình mang lại, tùy theo cái sự mức độ phân phối trong lao động. Quan điểm thứ hai là tạo ra cái sự bứt phá về phát triển kinh tế, đặc biệt là nâng cao năng suất lao động để nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người dân Vĩnh Phúc. Đấy, quan điểm ở đây rất rõ ràng là chúng ta phải tập trung tạo ra sự bứt phá về kinh tế để nâng cao thu nhập và đời sống phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc. Và hướng đến một cái mục tiêu là chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, trong đó bao gồm đời sống vật chất, đời sống tinh thần, sự bình yên về an toàn, tính mạng, sự đảm bảo cho đến già. Báo cáo đồng chí như vậy và hướng tới xây dựng Vĩnh Phúc giàu có, phồn vinh và hạnh phúc. Về những nhiệm vụ giải pháp, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan lưu ý cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp đã nêu trong dự thảo nghị quyết. Trong đó quan trọng nhất là thực hiện tốt giải pháp huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên chú trọng đầu tư cho con người. Sau hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục xin ý kiến góp ý của các cấp, các ngành và nhân dân
để việc ban hành nghị quyết đảm bảo hiệu quả. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy Hoa Thị Thúy Lan nhấn mạnh những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên. Bí thư tỉnh ủy Hoa Thị Thúy Lan đề nghị năm 2020, các cấp các ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo để hoàn thành tốt các cái chỉ tiêu, mục tiêu đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết số 01, nghị quyết của chính phủ và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị thật kỹ các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ của tỉnh theo đúng cái chỉ thị 35 và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng các cấp và các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp bộ đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thế và tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, nhất là đối với cấp cơ sở, nâng cao chất lượng đảng viên, phát hiện bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng, tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật và chú trọng kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tập trung kiểm tra và kết luận kịp thời các trường hợp có liên quan đến nhân sự đại hội đảng. Với trách nhiệm của mình, từng đồng chí tỉnh ủy viên chỉ đạo cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị mình, lĩnh vực mình phụ trách thực hiện nghiêm, quyết liệt các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế theo đúng lộ trình đã đề ra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là cái chất lượng thực thi công vụ. Bí thư tỉnh ủy Hoa Thị Thúy Lan cho biết, kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy năm 2019 được Trung ương đánh giá đặt yêu cầu theo quyết định của Trung ương. Việc kiểm điểm cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019 được thực hiện nghiêm túc, dân chủ theo đúng quy định. Bí thư tỉnh ủy Hoa Thị Thúy Lan mong muốn các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp các ngành tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong năm 2019, tạo khí thế mới để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm 2020. Tại hội nghị, thực hiện quyết định 158 của Bộ Chính trị về quy chế chất vấn trong Đảng và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện chất vấn của cấp ủy viên tại kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn với không khí dân chủ, cởi mở về công tác giải quyết đất dịch vụ, công tác quản lý đất đai. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chỉ đã trả lời chất vấn của đại biểu về kết quả giải quyết đất dịch vụ, giải quyết tồn tại về đất đai. Trong đó nêu rõ kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân tồn tại, trách nhiệm của các cấp các ngành và giải pháp chỉ đạo giải quyết đất dịch vụ, tăng cường công tác quản lý đất đai trong thời gian tới. Đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết đánh giá như thế nào về tình hình quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Liên quan đến vấn đề giải quyết tồn tại, có thể nói về chủ trương đó, thì tỉnh ủy, hội đồng, ủy ban rất nhiều chủ trương rồi, nhưng mà cái sự hành động quyết liệt là phải từ các đồng chí bí thư cấp huyện. Tôi rất mong là các đồng chí bí thư, các đồng chí thường xuyên nghe ban dân các huyện, các đồng chí trực tiếp báo cáo tháo gỡ khó khăn, và ủy ban nhân tỉnh thì giao Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn cụ thể, nếu vượt quá thẩm quyền mà cần phải xin ý kiến của Ban Thường vụ, của hội đồng, chúng tôi cũng sẽ có cái trình để báo cáo xin ý kiến các đồng chí. Nhấn mạnh chất vấn và trả lời chất vấn thể hiện trách nhiệm của tỉnh ủy và từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc giám sát những vấn đề tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Bí thư tỉnh ủy Hoa Thị Thúy Lan đề nghị các đồng chí bí thư các huyện, thành phố cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt giải quyết đất dịch vụ và công tác quản lý đất đai, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong quá trình chỉ đạo giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành liên quan và các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm đất dịch vụ và giải quyết các tồn tại, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai. Tại hội nghị, sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chỉ thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành chia tay các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Các đồng chí cơ quan Đảng trung ương được phân công theo dõi vĩnh phúc, được nghỉ hưu, nghỉ công tác theo chế độ của nhà nước trong năm 2019. Sáng nay, Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Ban Dân vận Trung ương
tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, người dân thấu hiểu ủng hộ Đảng, Nhà nước, nhưng các cấp chính quyền phải nói đúng, giải quyết đúng mức các vấn đề của người dân, chứ không phải dùng mệnh lệnh, không xa dân, không quan liêu, không áp đặt, mà phải giải đáp, giải thích thấu tình đạt lý để người dân hiểu, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, năng lực, phẩm chất kém, vi phạm pháp luật. Với hệ thống lãnh đạo từ cấp xã, phường đến cấp trung ương, phải bằng thuyết phục và nêu gương đi liền với thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, sát dân, sát cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, một nhiệm vụ mới quan trọng là làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, công tác dân vận không phải chỉ là việc của ban dân vận, mà là của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Dân vận không chỉ là vận động nhân dân làm theo, mà phải nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hành động vì lợi ích của nhân dân, chăm lo sức khỏe vật chất và tinh thần cho nhân dân. Với chủ đề khơi thông điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, hành động hiệu quả, chiều nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành triển khai nghị quyết số 01, nghị quyết số 02 năm 2020 của Chính phủ. Đây là hai nghị quyết quan trọng được Chính phủ ban hành ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tháo gỡ những nút thắt còn tồn tại, có những chính sách lớn nhằm khơi thông các điểm nghẽn, nâng cao tính hiệu quả trong công tác điều hành, tăng cường các nguồn lực đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế phải gắn với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Nghị quyết 01 và nghị quyết 02 được Chính phủ ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2020, nêu rõ các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Với 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2020, ngành kế hoạch và đầu tư sẽ khơi thông điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, hành động hiệu quả, tiếp tục đạt những kết quả tích cực trong các lĩnh vực, tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh. Công an thành phố Vĩnh Yên tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công an thành phố Vĩnh Yên đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Vì vậy, Công an thành phố Vĩnh Yên phải làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn cơ sở, chủ động làm tốt công tác tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức như tín dụng đen, tội phạm về kinh tế, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là vào dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân. Chiều nay, Ban tổ chức Hội báo Xuân Vĩnh Phúc triển khai kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Vĩnh Phúc Xuân Canh Tý năm 2020. Theo kế hoạch, Hội báo Xuân Canh Tý năm 2020 được diễn ra từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2020 tại Nhà hát tỉnh. Hội báo Xuân năm nay sẽ trưng bày các ấn phẩm báo chí của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, báo Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc. Đây cũng là dịp để tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trưng bày các ấn phẩm của ngành văn hóa, các sách báo của thư viện tỉnh. Nội dung chương trình Hội báo Xuân năm nay cũng được ban tổ chức đổi mới từ lễ khai mạc đến các hoạt động bên lề diễn ra song hành nhằm tạo điều kiện cho khán giả có nhiều thời gian theo dõi, tham quan những gian trưng bày của các cơ quan, đơn vị báo chí. Hội báo Xuân đã trở thành hoạt động thường niên tôn vinh sự phát triển của các cơ quan báo chí trong tỉnh, đánh giá kết quả hoạt động nghề nghiệp, tôn vinh văn hóa đọc, văn hóa truyền thống,
và trở thành diễn đàn giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan báo chí. Với sự quyết liệt trong triển khai thực hiện công khai dân chủ trong tuyên truyền vận động nhân dân, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành việc sáp nhập thôn theo nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Toàn xã Vĩnh Thịnh có 5 thôn không đảm bảo tiêu chí, phải tiến hành sáp nhập thành 2 thôn. Thôn Hoàng Xá Đông, Hoàng Xá Đỉnh, Hoàng Xá Ngọc thành thôn Hoàng Xá. Sáp nhập thôn An Lão Trên và thôn An Lão Giữa thành thôn An Lão. Quá trình sáp nhập thôn được cấp ủy chính quyền xã Vĩnh Thịnh thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, lấy ý kiến rộng rãi và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Tổng hiện tại là quân số của thôn chúng tôi là khi sáp nhập là 1.667 nhân khẩu. Và sau khi mà có chỉ thị thì chúng tôi cũng họp từng thôn một để lấy sự nhất trí của dân. Thì dân chúng tôi thì hoàn toàn nhất trí thôi, ý đảng lòng dân. Việc bố trí sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở các thôn cũng được xã Vĩnh Thịnh tiến hành theo đúng quy định, đảm bảo sự ổn định ngay sau khi tiến hành sáp nhập thôn. Sau khi sáp nhập thì tạm thời thì cái về công tác nhân sự thì về tổ chức đảng thì tạm thời là chỉ định cái đồng chí bí thư chi bộ và lâm thời để chỉ đạo chi bộ hoạt động, và dưới thôn thì cũng chỉ định trưởng thôn lâm thời vì nó là đang trong giữa cái nhiệm kỳ, vậy là hết cái nhiệm kỳ tới này thì sẽ các tổ chức sẽ bầu, còn các tổ chức đoàn thể thì cũng do là các tổ chức đoàn thể chỉ đạo kiện toàn. Mặc dù là địa phương có số thôn phải sáp nhập nhiều của huyện Vĩnh Tường, song với sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, công khai dân chủ trong tổ chức thực hiện, xã Vĩnh Thịnh đã sớm hoàn thành việc sáp nhập thôn theo quy định, đảm bảo sự ổn định bộ máy chính quyền từ cơ sở, nhất là khi đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đang đến gần. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp bộ đoàn trong tỉnh lại tổ chức chương trình Xuân tình nguyện Tết yêu thương, hướng về những hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Năm nay, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã triển khai tổ chức chương trình bán hoa gây quỹ với chủ đề Hoa yêu thương. Số tiền thu được sẽ hỗ trợ quà, áo ấm và tiền cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các bạn trong công tác đoàn cũng như phối hợp với địa phương, cơ quan bên đảng ủy khối của tỉnh cùng nhau phối hợp và tạo ra một cái hội chợ, một cái chợ phiên mang lại những cái hình ảnh truyền thống của dân tộc, nhưng cũng đồng thời là một hoạt động mà có thể để thu hút được đông đảo mọi người tới tham quan, tham dự và góp phần thông qua những cái hoạt động hội chợ để góp một phần vào trong cái công tác từ thiện và cái công tác thiện nguyện. Chúng tôi đang đồng hành cùng với bên phía các anh chị đảng ủy khối để tham gia cái chương trình trao gửi xuân yêu thương, mang lại một cái Tết ấm no cho các em. Nằm trong chuỗi các hoạt động của đoàn khối các cơ quan tỉnh, mới đây Đoàn Thanh niên Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đến thăm hỏi, trao tặng bánh chưng xanh cho người già, trẻ em, trẻ tự kỷ và người tâm thần trong toàn tỉnh. Chúng tôi đã triển khai tổ chức là gói 300 chiếc bánh chưng xanh để chuyển về các trung tâm để trao tặng cho các đối tượng là người già neo đơn, trẻ em tự kỷ, người tâm thần tại hai trung tâm công tác xã hội và trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng người tâm thần. Qua chương trình này là một cơ hội để chúng tôi được góp những phần quà nhỏ được gửi đến cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Là một cái đơn vị mà chúng tôi được tiếp nhận những cái quà mà của Đoàn cơ sở Sở Lao động Thương binh Xã hội tặng thì chúng tôi rất là vinh dự, và đặc biệt là các cái đối tượng mà chúng tôi đang được nuôi dưỡng thì đối tượng của chúng tôi đa số là người già, trẻ mồ côi và những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cái tổ chức mà hoạt động mà gói bánh chưng và tặng bánh chưng xanh cho các cái đối tượng đang nuôi dưỡng của chúng tôi thì chúng tôi thấy là rất là ý nghĩa. Mỗi dịp mà cuối năm mà xuân sắp về thì những cái hoạt động như thế này thì tạo cho đối tượng chúng tôi cảm giác như là mình đang được sống tại gia đình và cảm thấy rằng bên cạnh những cái bất hạnh về cái hoàn cảnh, cái khó khăn của bản thân họ thì họ thấy rằng
họ luôn có các cái tổ chức cá nhân luôn đồng hành và sát cánh quan tâm đến họ. Từ những việc làm tình nguyện thiết thực trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc đã thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ Vĩnh Phúc trong việc sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn và cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đem đến một cái Tết đủ đầy hơn cho người dân. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.